Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Julian Phan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất về thông tin tiểu sử. Tiểu sử cầu thủ Hà Minh Tuấn. Hà Minh Tuấn sinh năm 1991 ở Đại Lộc, Quảng Nam, là một tiền đạo người Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Hà Minh Tuấn. Sinh năm 1991, nơi sinh Đại Lộc, Quảng Nam. Chiều cao 1m81, vị trí tiền đạo. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay, câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam, số áo 09, câu lạc bộ trẻ. Năm 2005 đến năm 2009 thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, câu lạc bộ chuyên nghiệp. Năm 2010 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam. Với đội tuyển quốc gia, năm 2009 thi đấu cho đội tuyển U19 và U23 Việt Nam. Về sự nghiệp, Hà Minh Tuấn được tuyển vào đội trẻ của SHB Đà Nẵng năm 15 tuổi, một độ tuổi khá muộn bởi bóng đá thường tuyển các cầu thủ từ năm 11 tuổi. Anh được điền tên vào danh sách tham dự giải vô địch bóng đá U15 quốc gia vào năm 2006, nhưng chỉ là cầu thủ dự bị. Xong một năm sau, Tuấn được đôn lên đội U17 tham dự vòng chung kết ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, Minh Tuấn mới thực sự được chú ý bởi ở giải vô địch bóng đá U17 quốc gia. Huấn luyện viên Phan Công Thìn nói về trường hợp của Hà Minh Tuấn. Dáng của Minh Tuấn chân dài, lưng ngắn, chơi đầy sức mạnh, can lướt, sức bền cũng tốt, chân trái rất khéo. Tuấn rất chịu khó, ngoan và luôn vào sân với quyết tâm cao. Và ông cũng tiên đoán rằng chỉ 2 đến 3 năm nữa, Hà Minh Tuấn sẽ có mặt ở V-League. Hà Minh Tuấn có trận ra mắt cho màu áo của Đà Nẵng ở trận tranh siêu cúp vào ngày 23 tháng 1 năm 2010 gặp Lam Sơn Thanh Hóa. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, Hà Minh Tuấn ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Hòa Phát Hà Nội, quân bình tỷ số 3-3 cho Đà Nẵng ở phút thứ 90, góp phần vào chiến thắng 4-3 của đội nhà. Ở cấp độ quốc tế, Tuấn từng được triệu tập vào đội U19 Việt Nam tham dự giải bóng đá U19 Đông Nam Á và là tiền đạo chủ lực của đội bóng. Trước SEA Games 25, Hà Minh Tuấn đã được triệu tập vào đội U23, xong lại bị đẩy xuống đội U19.